Tin nóng xin biết sáng ngày 11 tháng 5, Tiêu Chiến thành chú rể. Đàm Tùng Vận cạnh tranh Kim Ưng, quan hệ dương dương nhiệt ba, sao nam gây tranh cãi. Xin biết hôm nay có gì, hãy cùng chúng tôi điểm lại một số tin tức tại bài viết này. Đặc chiến Vinh Quang do Dương Dương, Lý Nhất Đồng, Tưởng Lộ Hà đóng chính đã kết thúc với thành tích khá ấn tượng. Mới đây, CVB công bố rating bình quân của phim đạt 1.006 Đông Phương Chiết Giang. Tổng view riêng bên Tencent hiện tại 2.25 tỷ view. Lượng view online trên Tencent ngày cao nhất đạt 107 triệu view trên một ngày. Nhiệt độ trên nền tảng Roku cao nhất đạt 9.844 điểm. Nhiệt độ trên nền tảng EQG cao nhất đạt 8.218 điểm. Phòng làm việc Dương Mịch đăng tải hình ảnh mới. Jessica Jung, Trịnh Tú Nghiên và Trương Nghệ Hưng sẽ cùng tham gia quảng cáo cho chiến dịch của một thương hiệu thời trang. Hình ảnh quảng cáo mới của Tiêu Chiến được khen ngợi vì độ địch nãm, nam tính tựa chú rể. Trần Đô Linh trên tạp chí Thi. Hình ảnh hậu trường của Trần Ngọc Kỳ bộ phim đang quay Bạc Băng. Tạo hình của cô nữ na chát hậu trường bộ phim đang quay Phù Sinh Chi Tinh Thần. Bộ ảnh mới của Trần Giao. Một số nguồn tin cho hay bộ phim cổ trang Hồi Yêu Tiểu Hồng Nương của tác giả Nguyệt Hồng Thiên là đầu tiên hợp tác nữ chính Dương Mịch, nam chính Cung Tuấn, tạm định tháng 6 khai máy. Trên đa ban cập nhật thông tin của Trường Lăng, phim dự kiến phát sóng vào năm 2023. Tổng cộng 46 tập với sự tham gia diễn xuất của Lưu Diệc Phi và Trần Triệt Viễn. Hôm qua, một blogger đã chia sẻ hình ảnh Lâm Canh Tân trong quá trình ghi hình cho show du lịch với caption: bụng của Lâm Canh Tân thế này, anh ấy có thể quay giữ Phượng Hành được sao? Bên dưới phần bình luận, rất nhiều người cho rằng Lâm Canh Tân cũng như nhiều diễn viên nam khác nên học cách quản lý bản thân tốt hơn. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là do nếp gấp trên áo và cách chống hai tay của Lâm Canh Tân mới tạo ra bức hình gây tranh cãi như vậy. Kim Ưng lần thứ 31 bắt đầu lựa chọn rồi. Ứng cử viên cho vị trí nữ thần Kim Ưng có Đàm Tùng Vận, Dương Tử, Cờ Đực Na Chát, Viên Băng Nghiên. Triệu Kim Mạch và Châu Giã không nên biệt tạp chí Super L. Mã Thiên Vũ đổi bộ tạp chí. Hình ảnh hậu trường Cung Tuấn và Nhật Ba cùng nhau, bộ phim An Lạc Truyện. Dương Dương và Nhật Ba đều đang độc thân, cả hai không muốn tìm người yêu trong giới nữa, đặc biệt là địch nệ Nhật Ba. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.